Sáng ngày 20 tháng 9, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Hội Nông dân quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2021 tới sự có đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Phạm Quang Phong, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận. Tham gia lớp tập huấn có 120 đồng chí là thường trực hội nông dân quận, ban chấp hành hội nông dân 10 phường, chi hội trưởng các chi hội nông dân trong toàn quận. Trong thời gian 1 phần 2 ngày, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Quang Phong, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, học tập chuyên đề năm 2021 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đồng thời trang bị cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân quận trong tình hình hiện nay.